Báo cáo các bác là hết tiền ăn Tết. Em đành đem em đồ cổ này ra bán. Đây là chiếc đài đài tivi quân sự. Vừa đài và tivi quân sự luôn. Hitachi. Con này đây, mã của nó đây. MRK5. Con này là vừa đài vừa tivi. Đa số là tivi thôi. Tivi quân sự. Thông số phía sau của em nó đây. Để em cho các bác nhìn theo chi tiết, theo đừng rơi vỡ cái gì. Nó gọi là vừa sưu tầm vừa chơi thôi các bác ạ. Nhưng mà giờ thì không có chỗ để nữa. Hết tiền ăn Tết rồi. Điện 100V, công suất 14W. Đấy, hàng của Nhật hết. Made in Japan này. Hàng quân sự luôn. Được chưa? Đây, các nút thiết bị điều khiển. Các chế độ luôn. Đấy, ăn tiền còn giải vút. Ở đây là cái màn tivi. Đây bác này, em bật chế độ lên cho bác nhé. Đấy. Đấy, nó vẫn có tiếng đấy. Bao giờ này. Nó có cái kênh mà, nhiều kênh lắm. Chỉnh màu sáng tối này mà này đấy, to này. Tắt này, nói chung là vừa chơi đây là các kênh này, đây là kênh này. VHF và UHF tùy các bác chơi kênh nào các bác chỉnh cho vậy. Còn cái này thì các bác nào có đam mê sưu tầm thì cứ đam mê sưu tầm nhá. Này đấy, có tiếng đấy, rõ chưa. Đấy, hết tiền tiêu Tết em bán kiếm nồi bánh chưng. Giá của em nó là 2,5 triệu các bác nhé, 2,5 triệu vừa sưu tầm. Đấy, đây là đài quân sự, đây là chiếc đài quân sự nhé, tivi quân sự. Còn các kênh các sóng các về, bác nào thích nghịch thì về nghịch, hàng cũng dùng bình thường. Em cảm ơn.